Cách sử dụng giới từ A trong tiếng Pháp. Giới từ A trong tiếng Pháp thường được dùng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Trong video này, chúng ta sẽ hệ thống lại các công dụng thường gặp của giới từ này. Thứ nhất, giới từ A được dùng để diễn tả nơi chốn, cụ thể là vị trí của mình hoặc nơi mình sẽ đến. Ví dụ, je vais à Paris, tôi đi Paris. Elle est au supermarché, cô ấy đang ở siêu thị. Thứ hai, diễn tả sự sở hữu. Est-ce que ces clés sont à vous? Chùm chìa khóa này có phải của bạn không? Thứ ba, diễn tả giờ giấc. Il est à midi maintenant. Bây giờ là 12 giờ. Diễn tả khoảng cách. C'est à 500 mètres de la gare. Nó ở cách nhà ga 500 mét. Diễn tả thành phần. Un gâteau au chocolat. Bánh kem sô-cô-la. Une pizza au fromage. Bánh pizza phô mai. Diễn tả giá cả. Le sac est à 600 euros. Cái túi xách giá 600 euro. Diễn tả cách thức. Ma soeur va au travail à scooter. Chị tôi đi làm bằng xe máy. Và cuối cùng, giới từ A còn được dùng để diễn tả công dụng. Une tasse à thé là tách để uống trà. Une brosse à dents, bàn chải đánh răng.